Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày gia đình chúng tôi tổ chức lễ thu quy cho con gái Ngọc Diễm sánh duyên cùng Văn Thắng đến từ Bình Phước. Thay mặt cho gia đình, xin gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành và xuất phát nhất. Chắc tôi là được thay mặt nhà tai xin kính chúc đại diện nhà gái chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc và xây dựng hạnh phúc cho hai con. Và kể từ nay là hai gia đình chúng ta là một để chúng ta đi lại cho thần thắm hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn gia đình nhà gái. Love has finally showed her my way. Sinh ra là từ bàn tay của ông bà, cho nên bây giờ xây dựng gia đình là ông bà tặng hai cháu, hai chị. I promise to sing to you when all the music dies. And say you will, say you will, marry me. Em chẳng phải nắng hay là trên trời, sao bên em chẳng còn bóng tối. Em là khúc hát hay quỳnh thơm ngát bên đời, khi bên em anh chẳng chơi vơi. Bầu trời kia rộng lớn nhưng hôm nay em ôm vào lòng, liệu anh có cảm thấy thấy giống như em không?
biệt. Ngày gia đình chúng tôi tổ chức lễ đu quy cho con gái Ngọc Diễm Sánh Duyên cùng Văn Thắng đến từ Bình Phước. Thay mặt cho gia đình, xin gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Xin kính chúc con viên nai họ, các cụ bà, cụ ông, quý thầy cô giáo, bạn bè, những cái ông tân ở gần xa, những lời chúc tốt đẹp nhất, sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Chúc buổi tiệc của chúng ta hôm nay thực sự diễn ra nồng ấm và vui vẻ, ngon miệng.